Làm xíu này. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua và rất nhiều thân nhân các cô các chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm người thân của mình. Đây tiếp tục một câu chuyện là hai chị em ở một tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin cho các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm kiếm người thân là em trai của mình. Câu chuyện như nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào chị và chào em trai. Rồi em trai em có thể em chia sẻ em họ tên là gì? Dạ em Trần Trung ạ. Rồi hôm nay em về đây cùng với chị gái đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi em về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm ai đấy? Dạ tìm em trai của em ạ. Rồi em trai của em họ tên đầy đủ là gì em? Trần Minh Toàn. Rồi Trần Minh Trung tìm Trần Minh Toàn. Rồi em trai em là họ ngày tháng năm sinh đầy đủ là gì? Em nhớ năm sinh là 2006 ạ. Ồ 2006 nhỏ tuổi mà 16, 17 thôi đúng không? Dạ. Em của em hiện nay trước thời điểm bỏ nhà đi hoặc mất tích còn làm việc còn học không? Dạ không ạ. Nghỉ học lâu chưa? Nghỉ lâu rồi. Em của em mất tích là mất tích tại đâu? Từ bỏ nhà quê từ Sóc Trăng đi vậy. Từ Sóc Trăng và là mất tích Sóc Trăng đúng không? Dạ. Đến giờ phút này là em của em mất tích là bao nhiêu ngày rồi? Hôm đi là ngày 10 tháng 2 năm 2003. 10 tây đúng không? Dạ 10 tây tháng 2 năm 2023. Dạ. Em trai của em bỏ đi này có biểu hiện gì bất thường không? Dạ này đi đó lúc ban đêm á. Em trai bỏ đi ban đêm. Dạ. Em trai của em ở nhà có chơi bời quậy phá gì không? Ở nhà thì cũng có chơi nét này kia đồ hay nét đồ thôi. Còn quậy phá thì cũng chưa thấy. Gọi là có chơi bời thì còn quậy phá gì thì chưa thấy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Gọi là chơi bời gọi là như kiểu thanh niên choai thôi đúng không? Dạ. Theo kiểu như vậy hay dạng như vậy đó chứ còn những cái khác thì chưa có thấy và dạ, chưa dạ, nghe đúng không? Dạ, đúng rồi. Em trai của em trước khi bỏ đi mất tích như thế này là buổi đêm mà đem theo cái gì đi không em? Chị thấy mà mang theo cái vali với đồ thôi. Một vali đồ quần áo? Dạ. Có đem theo tiền hay xe, Honda hay điện thoại không? Tiền thì có, còn xe thì không có. Tiền nhiều không? Dạ nhiều. Khoảng bao nhiêu em? 60 triệu. Ồ, 60 triệu tiền của em trai hay tiền của gia đình? Dạ, ăn cắp tiền của gia đình. Ăn cắp tiền của gia đình. Cái này nếu có thể... rất nhiều các thanh niên hiện trong thời gian vừa rồi đã vì lý do là chơi bời game internet hoặc không loại trừ một số thanh niên thanh thiếu niên chơi bời mà có thể là sa đọa quen biết bạn bè dụ dỗ và nhiều khi vào đường cùng này chính những thanh niên đó hoặc là những thanh thiếu niên này trộm cắp tài sản của bản thân gia đình của mình đem đi xài cá nhân hoặc xài chung. Vậy em theo như em cung cấp là em trai của em là sinh năm 2006, trước khi đi là đi ban đêm, trước khi đi là ôm theo một số tiền tài sản của gia đình là 60 triệu. Yeah. Tiền đó không phải tiền của em, trai của em mà tiền của gia đình, ba mẹ đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Em trai của em trước khi bỏ đi này là làm công việc gì? Dạ, không có làm. Ở nhà? Ở nhà. Có phụ gì việc gia đình không? Không ạ, khờ lắm, không có biết phụ gia đình. Khờ, anh nhìn mặt nhìn có vẻ sáng sủa mà. Nhưng mà không có biết làm gì gia đình gì hết á. Không biết làm là chẳng qua gia đình chưa cho làm hay là em trai không chịu làm? Lên đây chơi rồi cũng có cho đi làm nhưng mà không làm được công ty thì cứ làm một ngày hai ngày là nghỉ nhà. Có nghĩa làm biếng đi. Dạ. Đó là làm biếng rồi nha, chứ không phải là không làm được. Dạ. Anh nhìn khuôn mặt này không thể phải con người, không phải là con người dại hay khờ. Anh nhìn khuôn mặt này rất sáng sủa mà có vẻ là người ta nói người khôn ấy, khôn ngoan hiện ra mặt đúng không? Dạ. Còn các vấn đề khác có thể hiện nó quẹt mất hiện chân tay đúng không? Dạ. Anh đánh giá một con người nó không phải chính xác tuyệt đối bởi vì anh không phải là thần thánh siêu nhân gì nhưng mà anh nhìn khuôn mặt này rất sáng sủa, rất thông minh. Đây có thể là vì đi chơi lý do bạn bè dụ em đó, chơi bời bạn bè dụ dỗ lôi kéo và sinh ra hư hỏng. Dạ. Và đã anh mong đó là không biết thương gia đình nên đi về đó. Cái số tiền đó đối với gia đình là cũng lớn nhưng đối với tính mạng một con người thì không ăn thua gì. Hy vọng là em trai của em xem được video đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải lên để tìm em trai sinh năm 2006 này ấy, mà gia đình cả chị gái và chị anh trai báo tin như này thì em hãy quay trở về hoặc em không về thì có thể liên hệ cho đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để các anh em có hướng để giúp em có thể là khắc phục lại hậu quả hoặc em có thể là em sẽ quay trở về để cùng chia sẻ cùng trò chuyện cuộc hành trình tại sao em bỏ nhà đi chốt nhà ban đêm. Em có điều nào em muốn chia sẻ cho em trai của em để hy vọng em trai của em xem được video nào để em trai của em sớm liên hệ phản hồi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 mời em. Em với hy vọng em
muốn gì á thì về nhà để nói cho gia đình biết, chứ đừng có lên mà trốn đi cũng như vậy. Cho nên bây giờ người nhà không liên lạc được, ai cũng lo để không biết bây giờ như thế nào, cho nên bây giờ ai cũng gây sức để tìm. Nên giờ đến đây giờ nhờ bên mấy anh sĩ tìm giùm em của em để cho về nhà. Vậy là gia đình mình hôm nay từ Sóc Trăng về Bình Dương để tìm kiếm đúng không? Dạ. Cái cuộc hành trình này phải nói rất xa, rất mệt mỏi. Không, tụi em ở đây. Mẹ chứ quê đây, nhưng mà đây. Mẹ thì ở quê. Nhưng mà đây là mẹ báo tin hay là em? Dạ mẹ đi lên, giờ mẹ lên đây được rồi, nhưng mà mẹ lên sao nghe nó không được, cho nên là em đại diện gia đình lên để nói. Có nghĩa là cái nguồn tin này do mẹ ruột của em cung cấp. Dạ dạ. Là con trai là em út của em ấy. Nó là dạ là là 206 đúng không? Dạ. À, có thể là chơi bời internet và bị một số, có thể rằng bị một số bạn bè rủ rỗ lôi kéo và đêm hôm mùng 10 tháng 2 dạ. Đúng không? Dạ. Đã quyết định trộm cắp một số tài sản của gia đình là 60 triệu. Dạ. Mà ôm đi và dạ. Đem theo vali quần áo. Dạ. Đến giờ phút này chưa biết đi đâu. Dạ. À, gia đình mình đã trình báo cơ quan công an rồi. Dạ rồi ạ. Báo công an rồi. Công an em trình báo. Trình báo cơ quan công an rồi đúng không? Dạ. Thì các anh em ấy sẽ ghi nhận cái thông tin của gia đình của hai chị em. Dạ. Hy vọng là cái video này được sự lan tỏa, chia sẻ, giúp đỡ của các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ. Trong thời gian tới và sớm nhất sẽ có thông tin chính thức về em trai của em đang sống ở đâu và sống với ai, dạ, làm gì, dạ. Dạ. Và tại sao bỏ đi. Dạ. Rồi mời chị gái bên này, chị là chị gái chị hai ha. Rồi mời em có thể em chia sẻ cái câu chuyện tại sao mà em của em bỏ đi. Hoặc có một manh mối nào, hoặc trước khi em của em bỏ đi là có trò chuyện với gia đình, có chị gái của mình có chia sẻ gì không? Em cũng không có chia sẻ gì nhiều. Em hy vọng rằng em có gì thì về, nếu mà sợ ba mẹ thì về nhà chế, nó có gì thì chế giải quyết cho, chứ cũng không có hy vọng gì nhiều hết á. Thực sự những cái câu chuyện là bỏ đi một số thanh niên trong thời gian vừa rồi xảy ra rất nhiều, đặc biệt là rất nghiêm trọng, nhiều cái câu chuyện phải nói, những cái câu chuyện mà rất nhỏ nhưng cuối cùng là cái hậu quả gây ra phải nói vô cùng nghiêm trọng. Là vì có thể là bây giờ anh nói ví dụ thôi, em trai của em vì chơi bời nghiện ngập internet, chat chúng với bạn bè, bị một số bạn bè lôi kéo. Chính vì lý do như vậy cho nên bây giờ có thể thiếu nợ lần thì một số người, số tiền rất nhỏ. Rồi em trai em cố tình biết nhà gia đình có một số tiền, khoản tiền ở đó, quyết định trộm tiền của gia đình và tháo chạy. Yeah. Ở trong cái quá trình hành trình để chạy đi và trốn gia đình chỉ một mực là nghĩ như vậy thôi, mình ăn trộm tiền mình trốn đi thôi. Nhưng đến khi mà gặp những một số bạn bè, số đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo, có thể là bán những thanh niên này vào những cái đường dây buôn người, có thể là sang biên giới. Yeah. Đến lúc về cái cơ hội hoặc là những cuộc tìm kiếm, cuộc hành trình của anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương là hết sức khó khăn và vô cùng phức tạp. Yeah. Rồi hai chị em còn điều gì muốn chia sẻ trên video này, để hy vọng rất mong cái video này được sự lan tỏa, giúp đỡ của các cô chú anh chị trên cộng đồng. Thì giờ tới đây thì em cũng rất mong được sự giúp đỡ của các cô chú trên đồng mạng để tìm em cho mong cho nó về sớm. Chứ giờ nhà là không ai liên lạc được. Hiện nay là hoàn toàn là không liên lạc. Dạ. Điện thoại có gọi được không? Dạ không xài điện thoại. Không xài điện thoại. Dạ. Trước đây em trai em có thường xuyên sử dụng điện thoại không? Dạ có, nhưng mà thời gian đi chơi với bạn cặp hơn. Ba mẹ không cho chơi nữa. Nhưng mà không cho tin gọi là bán đi rồi, gia đình cũng không có chuộc về nữa. Có chuộc một lần, bán một lần em đứng cho chuộc cho rồi cầm nữa xong rồi cũng kiếm về rồi cũng năn nỉ rồi cũng đi nữa. Nói chung là theo hướng dẫn bạn bè của em thôi đó. Nhưng mà nó không có ngu đâu, thằng này nó sáng nhưng mà nó chỉ là ham chơi. Dạ, ham đây là một số thanh niên ham chơi. Vì chính vì lý do ham chơi đó là xa đoạn. Em biết nhà thương nó. Hôm nay thì thương thì đồng ý gia đình nào thương con, đặc biệt là cha mẹ và anh chị em trong gia đình, không ai không thương hết. Nhưng mà cái gì nó cũng có giá của nó, mình thương một hai lần thôi, chứ thương hoài mà cứ đi xong lại kiếm về, đi xong lại chuộc thì gia đình không thể thương lỗi được. Hy vọng là thanh niên hãy tỉnh táo và hãy suy nghĩ lại, biết gia đình mình thương, cho một cơ hội cuối cùng thì thanh niên hãy sớm quay trở về đoàn tụ cùng gia đình. Có chuyện gì có thể là gia đình bàn bạc tìm cách chia sẻ khó khăn hay gì đó, gia đình tìm cách giúp đỡ hướng dẫn cho em có một cái công việc hoặc một cái nghề nào đó ổn định, sau này em có một cái hạnh phúc, một cái tương lai. Chứ lớn rồi không ai lui được suốt đời được, ba mẹ cũng già yếu, anh chị em thì cũng mỗi người một nơi đúng không ạ. Anh chị em thì chắc chắn là phải nuôi gia đình,
nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, chứ không thể là trưởng thành mà vẫn đi giúp mày đi phụ dưỡng, đi nuôi em mình được. Không lo cho nó được. Ừ. Thôi thì hôm nay thì anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Thành Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến hai chị em của em. Yeah. Anh chúc em cùng với toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tháng tới thì đội hiệp sĩ Thành Bình Dương sẽ tìm ra manh mối thông tin em trai của em ở đâu, thì báo tin cho gia đình để gia đình sớm có hướng để giải quyết cho em trai em quay trở về còn tụ cùng gia đình em nhé. Dạ. Yeah, yeah. Gia đình anh cảm ơn đội hiệp sĩ Thành Bình Dương. Rồi xin chào hai chị em. Công trần xin phép được thay mặt của đội hiệp sĩ Thành Bình Dương xin chân thành cảm ơn những cái cuộc chia sẻ, những cái video của đội hiệp sĩ Thành Bình Dương đã lan tỏa trong thời gian vừa rồi. Rất mong những video này được sự lan tỏa nhiều hơn nữa của các cô chú anh chị trên cộng đồng để giúp được nhiều người thân, nhiều thân nhân, nhiều gia đình có cơ hội được quay trở về. Xin chào em và tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn anh.